Hôm nay em đọc news nói về làn ranh đỏ của Nga đối với Mỹ. Anh nghĩ thế nào là làn ranh đỏ với anh? Làn ranh đỏ là Nga tự vẽ, chứ không có định nghĩa nào là làn ranh đỏ hết. Thí dụ như Nga định nghĩa đâu là làn ranh đỏ, và Mỹ nó cũng don't care. Nó nhiều làn ranh đỏ bây giờ nó hết care, nó biết cái gì luôn rồi. Lúc đó mày quýnh vô rum là chết, mày quýnh vô Crimea đập. Mày chỉ còn mày mày quýnh vô nước tao một cái thôi, đập. Mày viện trợ HIMARS cho nó đập, mày viện trợ Patriot cho nó đập. Giữa Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan thì nước nào có chất lượng cuộc sống vậy anh? Thề luôn, mẹ bốn nước là không người nước nào luôn à, sống á, em hỏi về sống đúng không? Thử bốn nước đó anh không thích sống ở nước nào luôn á, nhưng mà ép anh vô đường cùng á thì anh sống Nhật. Ba nước kia cộng lại dân bằng Nhật nữa, tại sao không chọn Nhật? Em hỏi chất lượng cuộc sống người dân nước nào cao hơn Á, ai biết mày ơi. Cao không cao tùy cái bill nó làm sao nữa chứ, thì cái bill của con đó nó định nghĩa về cuộc sống làm sao chứ, làm sao biết nước nào cuộc sống cao hơn nước nào? Báo chí nó nói về cao là lấy cái mức, lấy tô phở ra định nghĩa cao hay thấp à, chứ cao nó có nhiều cái lắm. Trên thế giới thuộc địa của anh cũng hơi nhiều, mà anh từng bị Viking hành cho ra bả hả boss? Cái thời mà anh hành hành Viking hồi xưa ba, ông có biết Viking nó mạnh hồi nào không? Mà trên lãnh thổ của nước Anh lúc bấy giờ á, cả đống gia tộc luôn. That's why bây giờ Anh nó là vậy đó. Sao bạn hỏi là ở Scotland, sao bạn hỏi là Bristol, rồi sao bạn hỏi là một đống gia tộc luôn. Nhưng mà Anh nó không giống như bên Trung Quốc. Trung Quốc cũng nhiều gia tộc nhưng mà gia tộc kia lụm sạch hết rồi. Còn còn Anh nó là nhiều gia tộc nhưng mà không lụm sạch. Ok, thôi kệ nó, giờ làm chung đi mày, khúc tam khúc đồ này nọ. Dĩ hòa vi quý ha, theo nguyên tắc làm ăn kiếm tiền không kiếm chuyện. Mấy em có thể kể tên, ví dụ như ở châu Âu đi, từng cái đế chế một thời nó như thế nào? Đầu tiên là La Mã, ủa xin lỗi, đi Hy Lạp. Hy Lạp nổi tiếng như lửa Hy Lạp. Rồi sau khi Hy Lạp bị La Mã lụm thì tới La Mã. Đó, rồi tới La Mã bị Germany, không có kêu là gì đó, không phải Germany mà đại loại là dập Germany đi, lụm. Mà German nó cũng nhiều nhà nữa, nhà God đồ này nọ lum, nhà Tiêu Tâm, mà Tiêu Tâm là sau này rồi, nó xong rồi từ xong rồi bỏ chạy phần thành la gì Đông La Mã, xong Đông Đông La Mã là dời đô luôn, bị quýnh văng ra khỏi Rome luôn, dời dời đô thành gái gì nè gì Constant gì mẹ gì quên rồi ta, Constantinople gì đó, thủ đô khó nhớ bà cũ luôn đó ta. Rồi sau ông nội đó bị Ottoman lụm cướp đô luôn. Ồ, mà Ottoman chơi quýnh 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 ba gia thai á, mà khúc đầu cướp khúc đuôi cướp, cuối cùng tử thủ trong 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 tử thủ trong thủ đô chết luôn. Rồi sau này cái người Anh á, người ta bị nguyên cái nước Anh nó bị Viking lụm luôn, thành thuộc địa của Viking luôn. Xong rồi từ từ những cái bộ lạc trong đó đó người ta mới giải phóng từ 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 đó. Rồi xong rồi tới giai đoạn đó Viking nó bị yếu, quốc Viking như nước luôn. Rồi xong rồi cái nước Anh nó cũng qua lại cũng đấu kiếm vài trận tùm lum bộ lạc bên đó, người ta ngồi người ta quản lý nó ra vậy đó. Ottoman thua Anh này lâu rồi, này sao gần đây luôn. Ottoman mà nó bị thua là thua World War I. Frank thời đó có chục nước luôn Tú, nó Burgundy nè. Mà ngày xưa đó mấy em biết không, biết 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 thằng Keo không, thằng Keo nó nằm ở chỗ nước Pháp luôn á, xong rồi nó bị quýnh văng văng từ từ nó nhảy qua Anh, thằng mà xe pháo đồ tấn công cộng hai tấn công nhanh 20% á. Bây giờ nó là Istanbul đúng rồi đó trời, cái thành phố đó nó độc lắm, đi ha, đi từ Biển Đen chui qua là phải chui qua nó, mà đi từ châu Phi qua, từ châu Phi từ từ nói chung là Hồi giáo mà lên muốn thập tự chinh hay thập tự chinh mà chui xuống đó là phải đi qua nó, cái chỗ đó cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì ông úm thủ đô đó. Còn bây giờ là ví dụ như nhiều phương tiện hiện đại rồi nên cái đó nó không còn quan trọng như hồi xưa, chứ hồi xưa cái chỗ mà Constantinople đó cực kỳ quan trọng. Nên kế thừa cho đế chế Ottoman bây giờ là Turkey, Gaelic ngày xưa ở Pháp nhưng sau này chạy lên Scotland and Ireland. Bây giờ đa số là Celtic nên gọi là Scotland hay Ireland là Christian, họ ghét lắm. Thì nãy anh mới nói đó, nằm ở chỗ nước Pháp đó nên bị quýnh lộn, quýnh quýnh tự dân qua Anh luôn. Vậy Turkey thừa kế cả hai nền văn minh Ottoman và Byzantine luôn Anh. Maybe. Nhưng mà sau này là Ottoman nó lụm nên nó nghiêng về Ottoman nhiều hơn. Mà nói chung là Ottoman là niềm tự hào của các quốc gia Hồi giáo mà, nó mạnh nhất luôn. Ngày xưa Ba Tư đồ này nọ cũng không có tạo tiếng vang như ổng. Biến cái đó thành ao làng, mà biến cái địa Trung Hải thành ao làng là ghê lắm, phải giỡn đâu mấy em. Đó, ngày trước là đâu có ai biến được cái địa Trung Hải thành ao làng đâu. Ao nhà chứ không phải ao làng đâu. Mỗi nước khúc đồ. Anh nghĩ Triều Tiên đầu tư quân sự là có âm mưu Nam Tiến thống nhất hay không, hay chỉ để phòng thủ? Anh nghĩ phòng thủ là chính đấy. Năm 1420, trên thế giới có công trình nào được như Tử Cấm Thành Bắc Kinh không anh?
Mẫu tử tử Cấm Thành Bắc Kinh có ran, có ran không mấy em? Chứ anh thấy võ võ đài giác đấu đồ này nọ có ran đồ này nọ kia, Tử Cấm Thành không biết có ran không, anh không biết. Giờ thí dụ như cung điện của vua Anh mà cung điện của vua Anh mà làm này làm kia đâu đăng quang được không em? Không thì qua bên Ý kiếm nhà thờ Thánh Peter đồ chắc anh chê đúng không? Hay là nguyên cái cụm Vatican được không? Anh thấy làm bằng đá cũng được cũng khó mà em. Chứ giờ em đấu lấy Tử Cấm Thành nó đấu, anh không có data để em đấu luôn, không biết. Em hỏi là có thế giới có nào công nhận hơn không thì thua luôn. Babylon, Pyramid, cái đó là cổ đại. Cái đó là cổ đại, bạn này bạn hỏi là cái Tử Cấm Thành là 1420 thì cái đó nó không dạng cổ đại mà nó là kêu là cái gì ta? Thời đại đó thời kỳ Phục Hưng. Thời kỳ Phục Hưng với kiếm cái Phục Hưng tương tự. Gì Venice thành phố kinh đào từ cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15 tới giờ vẫn đẹp hút khách du lịch. Kinh đào nó không có chịu. Nó đòi xây cái nhà lên nó mới chịu. Mà cái nhà phải bự vậy đó, bằng gỗ vậy nó mới chịu, thằng nó khó lắm. Chứ còn nếu mà nó đi Venice rồi á thì nó sẽ là nó nghĩ khác. Nó nghĩ tại sao có thành phố tuyệt vời vậy. Còn này nó mới đi qua Tử Cấm Thành nhìn, ồ sao có tòa nhà bự vậy. Khi mà em qua bên Venice em đứng trên thuyền đọc hai câu thơ nè. Có nhớ dáng người trên độc mộc, xuôi dòng nước lũ hoa đung đưa. Xong rồi cái con nhỏ bồ mình hay gì đó cầm bông thả xuống nước phát một nữa. Bảo đảm mày video lên viral luôn. Tại vì bây giờ mấy em đi mấy cái River Walk, mấy cái bên Mỹ nó đi bằng cái tàu bự bự không à. Nó không có chơi cái tàu độc mộc như vậy. Mà cái tàu độc mộc là cái tàu mà giống như là cái transportation của người dân Venice xa xưa luôn. Có nhớ dáng người trên độc mộc đó, hình xuôi dòng nước lũ hoa đung đưa. À, y bài mấy em. Người ta nói là thế giới có hai chỗ phải đi. Nếu không mày sẽ không còn có dịp thấy nó nữa. Một, Tháp Nghiêng Pisa. Hai, Venice City. 1400S chơi được cái Tử Cấm Thành Chà Bá vậy mà 2023. Rồi cái chip làm 3-7mm không làm không được khoe hoài. Chịu thua chút xíu có sao đâu. Ở Đông Nam Á có thể có đế chế Khmer từng là đế chế mạnh nhất khu vực phải không anh? Maybe. Khá bự á. Còn có mạnh nhất khu vực hay không thì phải hỏi mấy bạn Mã Lai nữa. Mấy bạn Mã Lai có đế chế cũng ghê lắm. Thuyền Mã Lai vô đói mấy em. Coi phim sử thôi là biết lính của mấy đế chế châu Âu cơ bắp cuồn cuộn. Quay sang TV gặp Quang Vũ thì thôi nản. Tức là vậy nè mấy em. Giờ kể mình nghe tại sao mà bên nó vậy. Em thời chiếm hữu nô lệ. Nói về thời chiếm hữu nô lệ. Là sở nè, tề, tất cả mọi thứ đều có nô lệ. Hiểu không? Mà nô lệ của mấy nước đó nó đem ra nó coi như chó vậy đó. Nó thả trong rừng đó, xong rồi nó săn. Rồi cái thú vui nó vậy đó. Rồi bây giờ ở bên phương Tây nè, nó cũng có hiền đâu mấy em. Nó chơi kiểu khác. Nó thả con cọp với con sư tử trong chuồng á. Nó thả nô lệ vô, giờ nô lệ ghi danh đấu đi ghi tên. Đó, nếu mà thằng nô lệ mà nó quất ăn được sư tử đó đó. Hay là nó quất ăn tù binh hay nó quất ăn cái gì đó, nói chung là phải đấu. Phải tập tạ vô hít thở, có chuột đồ này nọ vô để đấu. Nếu mà đấu ăn á, thì vừa được xóa bỏ nô lệ. Được cấp, kêu là cấp green card đi, ok. Rồi xong rồi còn không chừng được cho tiền nữa. Mà nếu mà giữ thì như còn được cho làm tướng quân nhỏ nhỏ nữa. Nó nói chung là hai cách đối xử nô lệ nó khác rồi. Mấy nô lệ bên kia thả không đừng đi bắn không nổi. Với là mua xin trong nhà. Cái vấn đề đây là thể thao. Cái vấn đề là thể thao thôi. Nhưng mà còn nói về văn minh. Thì ngay từ thở ban đầu, cái Hy Lạp nó văn minh hơn cái bên kia nhiều. Hiểu không? Không phải nói chém gió đâu đó thiệt á. Mà cái di tích của cái đó là mấy em qua bên Ý mấy em còn á. Nó là Colosseum. Portuguese Empire and Spanish Empire. Qua hạ chịu hai nội văn minh thì không anh. Giờ tao nói mày cái này chịu nổi không? Ồ, cái hai cái thằng này á, đất nó hai chỗ. Còn qua hạ đất có một chỗ mà. Vậy thôi biết nào giữ là gì. Bây giờ đất nó hai chỗ. Đất bên châu Mỹ với đất bên đây xui. Mà hình như là Portuguese có lụm cục nhỏ nhỏ của Hoa Hạ nữa. Có, đố mấy em cục gì. Nên hai đế chế này là cái thời kỳ phát cái địa lý rất là mạnh. Mạnh trùm luôn, mạnh hơn Anh. Hai đế chế này mạnh trước. Rồi sau đó nó yếu mới tới Anh lên. Nghe tới lãnh thổ New Spain chưa. Cái New England nó nhỏ ác à. Má cái New Spain nó bự trời hỏi luôn. Cái New Spain nó có trước. Rồi sau này nó mới thành Mexico nha. Mexico là một cục đất nhỏ, không cục đất hồi đó cũng nhỏ đâu. Cái New Spain là có trước. Xong mà cái Spain nó bị yếu á, nó duy trì thuộc địa không nổi á. Nên Mexico nó tuyên bố độc lập. Ngược lại Brazil cũng vậy. Brazil bự chà bá luôn, ăn nguyên rừng Amazon nữa. Ăn nguyên cái con kinh Amazon luôn.
nên nói một câu cho nó hay, nói công bằng vậy, nền văn minh hoa hạ thì hồi thở thiếu niên á thì không tuổi gì so với 34 hết á, nhưng mà khi về già rồi thì cơ bắp hơn 34, mạnh hơn 34, good hơn 34 đó. Nói chung là hai cái đế chế đó so được với nhau. Với Indian thì thôi kệ cũng được, nói chung là China trên kèo Indian nha mấy em. Vậy Viking với Mông Cổ nào ghê hơn anh? Nói chung nói về đất á thì Mông Cổ bự hơn, còn nói về thủy chiến á thì Viking trùm, còn nói gì hậu vệ á thì Mongolian tụ tôm. Vậy thì bây giờ hậu duệ của Viking là ai? Norway, Finland, Sweden, hình như là Denmark. Anh có nhận định về thế nào về tình hình bất động sản của Việt Nam và chính sách lãi suất Việt Nam trong thời gian tới? Toàn lãi suất 10 mấy% năm mày trả nổi không? Bây giờ thời buổi kinh tế vậy lãi suất 10 mấy% có chứ là ngửa bụng thôi chứ giờ làm gì giờ mấy em? Lãi suất 7-8 thì ráng gồng thôi chứ. Khởi động xây cầu, xây dự án cầu Thủ Thiêm 4 nối quận Thủ Đức với quận 7 thấy sao ạ? Chừng nào cầu chạy đi tính mày ơi. Chứ giờ cuộc đời anh nghiên cứu bất động sản bao nhiêu năm rồi rục rịch cái gì đó là giá nó nhảy. Rục rịch gì đó là giá nó nhảy. Còn người dân nghèo á thì người ta cần con đường để người ta chạy, người ta cần cái cầu để người ta đi. Tổng thống Mỹ 3 lần vấp ngã phải có người hỗ trợ, thế giới lo ngại. Hồi xui té thôi mấy ông, làm quá mấy ông. Té xong người ta bò vậy được chứ bộ té xong nằm luôn gì mấy em lo. Bởi vậy mấy em kỳ lắm nha, tới ngày chậm cụ quê đành hoài. Anh nói rồi, chuyện đó đối với anh nó bình thường, quan điểm cá nhân thấy bình thường. Sàn trơn quá, đi giày xịn quá, té thôi, bò vậy đi lại thôi. Chứ em đổi người em thấy không có áp lực à. Nó chừng đó tuổi rồi là từ retirement rồi, mà phải gồng gánh cả nước Mỹ trên vai, mà thêm chiến tranh Nga với Ukraine bây giờ nữa. Mà năm sau còn ra tranh cử nữa. 7 tỷ người chỉ có một thôi. Anh nói sơ về chứng khoán đi anh. Rồi ok, có tin mới, đó là VinFast rút hồ sơ IPO. Anh Duy ơi, Trường Nghi với Lý Tư ai hơn ạ? Trường Nghi với Lý Tư hả? Lý Tư hay hơn. Trường Nghi đi chém gió thôi chứ Trường Nghi không biết làm sổ sách mấy em. Còn Lý Tư vừa đi chém gió vừa làm sổ sách nên theo anh thấy Lý Tư là hay hơn. Nhưng mà Lý Tư thì nói chung là lịch sử triều đại trống vắng với phần bị Triệu Cao lụm, nên chắc không được người ta đưa lên những nhân vật trong chiến quốc. Ta nói Trường Nghi nhiều hơn. À, VinFast rút đơn nộp đăng ký mới theo thời gian ngắn. Đây có thể là lùi một bước để tiến ba bước. Hy vọng thế. Em cho bạn mượn tiền toàn bị xù không anh? Tính em ngại nên không dám hỏi. Rồi không, cha mẹ đẻ em ra thấy em khôn nhà dạy chợ quá em. Tự nhiên cho bạn bè mượn tiền xong nó xù luôn mà em ngại em cũng không đòi luôn. Hay vậy mà cho tao mượn đi. Anh có công nhận đối thủ lớn nhất và đe dọa vị trí số 1 của Mỹ là TV không? Không. Anh chỉ sợ châu Âu nó phản bội thôi chứ. Nếu anh là Mỹ anh sợ châu Âu nó phản bội. Còn TV á là tại vì mày hù đàn em tao. Mấy em có đồng ý với anh kẻ thù lớn nhất của Mỹ là châu Âu phản bội không? Còn châu Âu nó phản bội nó mà theo Nga một cái hay nó chung phe với Nga một cái là coi như Mỹ mất trắng. Một nước phản còn được, chứ không ai cầm đầu tất cả phản được. Một nước phản ông nội nó cũng chả dám phản. Nó kéo bè, kéo phái nó phản. Nhưng mà phản làm sao chứ phản theo Nga chắc tụi nó không phản. Ví dụ như phản giờ liên minh tao mày Đức, Anh với Pháp ban cầm đầu ok được. Nhưng mà không phản đâu, ông nghĩ phản. Nó, nhưng mà giờ chỉ có một cái là Mỹ nó không control được là hạt nhân nhiều. Mà hạt nhân nhiều á thì phóng ẩu. Mặc dù Mỹ dẹp được hết nhưng mà giờ không lẽ tự nhiên giờ đấu hạt nhân nó lạ. Ôi chứ ai mà đụng được với tim của Mỹ mà nó cấm giận cái đói ngàn thu luôn. Nhiều khi bạn muốn chơi với nó thì các bạn phải nhắm trong đầu mình có dám nghèo vĩnh cửu không để chơi với nó. Ví dụ như bạn nói tao mua tao nghèo vĩnh cửu tao không chơi với mày nữa, nhưng mà mấy đứa con trong nhà kìa nó có chịu không, hay là sau này nó bỏ nhà đi hết trơn mà đi qua Mỹ mới ghê. Theo em thì châu Âu họ cực thịnh rồi nên không muốn cho đoạt vị Trung Nguyên. Không phải em, tại vì châu Âu bây giờ không có cái ấm ức. Chứ có cái ấm ức là nó sẽ làm đó. Nếu phản, em nghĩ chắc Anh phản trước. Cậu Anh nó đồng minh cứng của Mỹ phản gì má. Xét về độ cứng á, là Anh nó cứng hơn Pháp nhiều luôn á. Pháp giờ thời buổi giờ nếu mà đấu về cường quốc á thì giống như là gà trống mà gáy hết trong rồi. Với người Đức nữa, họ cũng rén chiến tranh. Tại họ đã trải qua một cái năm tháng chiến tranh đau khổ quá. Họ không muốn, họ nghĩ tới cái đó họ sợ. Chứ Anh nó là cứng như cựa. Cái thời mà Mỹ đến Iraq Anh nó bay theo đó ba. Các bạn có thể search lại tên gọi là President, Thủ tướng, Minister Tony Blair. Chỉ có anh là Special Relationship với Mỹ. Hai ông này làm gì cũng làm chung hết. Anh chơi với Mỹ hết mình, nhưng Mỹ chơi lại với anh hết hồn. Anh chế còn sao anh chế với em. Nhưng Argentina kiếm chuyện thì Mỹ im lặng. Tại vì anh nghĩ là chắc là Mỹ nó nghĩ Argentina không đủ tuổi. Tại vì biết tại sao anh phải bên Mỹ? Tại vì Argentina bằng Mỹ không? Mà Mỹ lụm bao nhiêu đất của Mỹ? Thì đó, Argentina. Để cho bạn anh vợt, mình không tiện can thiệp.
Nếu phản thì G7 rút phản trước hay rút NATO phản trước? Đâu, cái NATO có Mỹ đại ca trong đó phản nữa thì NATO tan rã rồi chứ. Nói chứ anh không có phản, phản là anh ví dụ thôi, tức là cái cách trả lời của anh là hàng kia nó là phải Mỹ sợ Trung Quốc vị trí số 1 gì hay không đó. Thì rất là nhiều bà phải đã trên thế giới là khoảng 3 tỷ người nghĩ như vậy, chứ không phải hết đâu. Nhưng mà nói không, cái nguy hiểm nhất của thằng Mỹ là thằng châu Âu nó phản chứ. Thằng châu Âu nó phản, đúng không? Nó đem công nghệ, nó đem này nọ kia, nó mở cửa biên giới, nó nhập vô từ lừa hộp dưa các thứ đó má. Lúc đó mới mệt. Kịch bản là châu Âu đập bàn cái đùng, nói Mỹ quản lý đô la kém, phải để euro lên ngôi, châu Âu quyết định tạo ra cực mới. Xong Mỹ nó lóc chip hay mẹ nữa, mệt quá má ơi. Chip thằng Mỹ nó cầm nhiều hơn, vũ trụ thằng Mỹ nó cũng cầm nhiều hơn, hải quân thằng Mỹ nó cũng mạnh hơn. Châu Âu sau hai trận thế chiến rồi nghỉ đầu tư quân sự rồi mấy em. Sao anh Di lại chọn xe Đức vậy anh? Tại vì nó đẳng cấp nhất the world, hay nói dịch ra tiếng Việt dễ hiểu, đẳng cấp nhất thế giới. Mình có điều kiện thì mình chơi hàng top thế giới luôn, ý kiến cái cò gì nữa. Đức có nhiều lãnh thổ bị mất, không thể bao giờ giành được. Thời này mà giành cái gì nữa mẹ, thời này mọi thứ nó chốt kẹo xong rồi, không giành gì nữa đó. Đó, có muốn giành thì giành cái khác thôi, giành thị trường thì giành thế giới, mẹ chạy đầy đường thôi chứ giành gì giờ, đúng không? Nhưng mà ngược lại anh nói nè, giữa châu Âu với Mỹ nó chơi khăng khít, nó không thể bỏ. Tại vì Mỹ là thị trường của châu Âu, thị trường cấp cao. Bây giờ nói thiệt cho mấy em chơi nè, giờ mấy em đi vô khách sạn em thấy nó xài đồ gì? Không color thì cũng là rốt của Đức. Không rốt thì cù bắp lắm cũng Toto với Toto của Nhật. Thì nói chung là Mỹ là thị trường của đám đó chứ còn gì nữa. Còn mấy cái đồ mà cấp thấp á, thì Trung Quốc. Nhưng mà dạo này á, đang qua với Trung Quốc nên cũng đã đỡ rồi. Rồi ví dụ như bây giờ em nói đem đồ hiệu đó qua bên Trung Quốc đi, bán được không? Thì cũng được đó. Nhưng mà thị trường sẽ nó mạnh bằng Mỹ, nên không thể nào đặt ra bàn cân chọn này chọn kia được. Nó không chọn cả hai thì thôi. Còn nếu không á, nó phải bấm bụng chọn Mỹ thôi. Ít ra Mỹ có sự an toàn cho nó. Thằng kia dở ông dở thằng điên điên lên tẩy chay. Tự nhiên đồ hiệu này nó không biết vụ gì nó tẩy chay mấy lần rồi đó. Nhưng mà bên Mỹ có bao giờ đi tẩy chay mấy đó không? Vậy thì giải quyết bài toán Trung Quốc tiêu với bằng gì? Thì ta kiếm những Trung Quốc khác. Có thể chưa có, kiếm từ từ cũng có. Đó là con đường lâu dài. Em thấy bây giờ nó mua ao ra khỏi Trung Quốc biết nhiều nói. Nó chưa mua hết, nhưng mà nó mua từ từ. Chuyện của mấy anh tài phiệt làm báo cáo cho mấy em rồi. Nó nên làm ăn á, mà đi chổi, mà đi uy hiếp kiểu mà giống như là dùng những cái khác để uy hiếp về mặt kinh tế. Là thằng châu Âu nó không ưa rồi, thà một lần đau. Tại vì nó đi từ chính sách toàn cầu quá. Nó mà toàn cầu quá là gì, nó nghĩ giờ thôi kệ lao động sản xuất thả ra mấy thị trường rẻ tiền, nó làm cho mình đi rồi xong rồi tụi đời sống tụi nó khá lên, ngoan lên, tụi cao cao rồi tụi nó cũng nghe lời mình, chắc tụi nó không có láo đâu. Không có, nhưng mà đời sống cao lên nó cũng láo, đó là cái tụi nó chưa nghĩ ra. Mà bây giờ nghĩ ra đó là cái giải pháp bây giờ đang xảy ra đó là cái gì? Mua ra nhiều nước. Nhưng mà lúc đó ngược lại có vấn đề là Trung Quốc phải trả giá, các bạn chưa nghĩ ra. Vậy thì các bạn nghĩ trả giá trên góc độ nào? Điện đường trường trạm là một cái thế rất là mạnh của Trung Quốc, hạ tầng rất ghê. Nếu mà so về một nước để xuất khẩu để rồi kia để làm ăn đó, hạ tầng rất ghê. Nhưng mà nếu sau này trên con đường nó vắng bóng một số container thì tức là cái con đường nó không khai thác không còn hiệu quả như xưa, đúng không? Vì không muốn China làm bá chủ thế giới nên châu Âu gồng với Mỹ giúp Mỹ vẫn bá quyền ít nhiều nhờ EU. Nói chung mấy cái chữ mày bỏ TV bá quyền thế giới mày nghe nó sao á. Thí dụ như sự trỗi dậy hay là phát triển hay là tăng trưởng của TV thì anh nghe anh thấy nào hợp lý hơn? Mấy dùng chữ bá quyền nữa mới ghê chứ ta. Bá quyền là gì? Tức là anh dùng chữ gì? Sự bá quyền đây là giống như mày nhất mày nhị hả? Vừa lên võ đài Iowa tuần rồi trong dịch tranh cử của tổng thống, ông Ron DeSantis cùng với phu nhân và ba con, ông ấy đưa ra những luận điệu phản đòn ông Trump kèm theo những ảnh của hai gia đình trái ngược nhau. Bên DeSantis, hình ảnh vợ con thân thiện với gia đình trung lưu và bình dân người Mỹ, còn phía Trump thì đầy những scandal, drama, ngôi sao khiêu dâm. Theo tôi, DeSantis có lợi hơn Trump nhiều. CEO nghĩ sao nhỉ? Nói chung là hai ông này là đối thủ mạnh nhất ở bên Republic. Nhưng mà nói hơn ông Trump thì chưa đủ yếu tố để khẳng định. Tại vì bây giờ nói về những cái drama của ông Trump thì chỉ có cái drama mà ngày 14 tháng 6 mà nói những người quậy phá là yêu nước thì cái đó nó hơi ẩu rồi. Cái đó là theo tôi là không đúng. Còn mấy cái vụ mà sao khiêu dâm khiêu dũng đó, cái chuyện nó xàm. Mình không nói đúng và sai ở đây. Nhưng mà chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hồi đó sao ông moi ra đi, hồi đó sao ông kiện tụng đi, giờ đi rảnh đi kiện. Nên cái vụ mà sao khiêu dâm là không bao giờ mình thay đổi góc nhìn về ông Trump. Còn cái chuyện kia đó thì, nhưng mà ông Trump ông đánh vô gọi là cái dân túy rất là hay.
Tất nhiên ông Trump bây giờ có thể không mạnh bằng hồi xưa, nhưng mà để lo ông DeSantis này thì cũng 50-50, không biết nghiêng kèo nào. Trump giàu có mà có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Nhưng mà nó vậy nữa, cái tiểu bang nhà của ông Trump là Florida đúng không? Mà tiểu bang nhà của ông DeSantis cũng là Florida. Vậy thì trong nội bộ tiểu bang nhà đó, người ta vote cho ai mới là cái chuyện nhức đầu rồi. Còn tất nhiên ông Trump có những cái, nếu mà ông chơi cũng hơi 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 hơi, hơi mình dùng từ là hơi 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 thiếu thiếu rồ á, tức là đặt tên người ta quá, đặt tên là miệt thị đối thủ. Em ở góc nhìn của Mỹ nó không là văn minh đâu. Còn ông DeSantis thì có ưu điểm là không có gì để mất, không có gì để mất, thắng thì làm tổng thống, thua làm thống đốc đó. Mà trẻ nữa, năm nay Trump khó làm tổng thống. Tổng Mỹ giờ toàn nhức đầu. Bên bên phía Cộng hòa thì rất là nhiều ứng viên, còn phía Dân chủ thì im lìm, ông cụ cũng đòi ra nữa. Nên giờ thật sự mình quan điểm cá nhân thôi nha, mình cũng thấy tội cụ Biden, cụ giờ retirement đi đủ rồi, vậy là quá là vinh quang trên con đường rồi đúng không, quá dữ rồi. Nhưng mà có một cái là chiến tranh Ukraine không biết nó kéo dài tới khi nào, mà dưới tánh của ông Trump thì khó nói lắm nha. Ông Trump vụ gì vụ chứ cái vụ đồng minh là hơi căng. Anh thì anh cũng không ủng hộ ông Trump lắm cái vụ đồng minh đâu. Tại vì sao mấy em biết không? Tại đương nhiên á, là anh hiểu cái điều ông nghĩ, nhưng mà ông chơi như vậy á, tạo ra lỗ hổng đồng minh, nó phải bảo vệ nước Mỹ từ xa. Nên nên có một câu á mà ông Zelensky ông nói anh rất thấy hay, nhưng mà số thằng áo ngáo nó chửi ông vô ơn đó. Mấy cái tiền viện trợ đừng có nghĩ là ai nợ ai, đại loại vậy nhé, câu ý vậy á. Nhưng mà câu nguyên văn như nguyên bản anh quên rồi, mấy em mà biết câu nguyên bản nhắc lại giùm anh đi. Tức là chắc là có mấy thằng kể công kể ơn cho mấy chục tỷ gì đó, chắc kể công kể ơn đồ này nọ kia. Cái suy nghĩ của anh á, anh thấy em nói có đúng đó. Nếu mà không có Ukraine chiến đấu, nếu mà không có Ukraine chiến đấu á, thì một NATO quất luôn, còn NATO không quất EU tan rã. Em thấy kể thì cũng được, nhưng lần nào đem ra nhắc cũng không văn minh. Nó thằng má tài trần á, thằng má tài trần nói thôi nước Mỹ không lo cho mình thì thôi, đi lo cho Ukraine chi. Nó mà gặp cái ví dụ lúc đó đúng không, ví dụ như tổng thống Mỹ mà là cái người nghĩ như tài trần mà thấy xong chưa, là lúc đó đồng minh của Mỹ nó quay lưng hết. Nhưng nên bạn đừng có coi thường Biden nha. Ông Biden nếu mà giờ á, cái cú này á, mà làm cho đồng minh người ta ủng hộ nhiều á, là kể như là ông win nữa nè. Tại vì sao? Thí dụ như mấy mấy G7 NATO nói thẳng, ta không cần thằng tổng thống Mỹ, xin lỗi nha, dùng mình cho nó vui, tôi không cần người tổng thống Mỹ làm cho mình nhức đầu, tôi chỉ cần một người tổng thống Mỹ để yên hiện trạng, để đó yên đó để tôi tính. Đó là người ta sẽ chọn Biden tiếp. Mà chứ hồi xưa là thời làm tổng thống ông Trump cứ ba bữa ông hâm lần cái thằng kia mà lên 6% nha. Ê thằng này, mày hùng tiền cho mày, không mà tao rút quân về, rồi tao bay lợi dụng tao quá vậy này nọ kia. Cũng cũng stress lắm chứ mà giỡn đâu. Tại vì nói à, nó tính ra là như vậy. Ông Trump đòi cái đó thì đúng, đúng cái lý của ổng. Nhưng mà nói về cái location là không đúng. Tại vì NATO lập ra để làm gì? Vậy thì cái nguy hiểm giữa châu Âu với cái nguy hiểm giữa Mỹ, cái nào nguy hiểm hơn? Nên thôi người ta nguy hiểm nhiều cho người ta hùng ít thôi. Nếu nếu sức mua đồ hiệu TV có lực hơn châu Âu không anh Di? Điên, má điên hả mày. Bây giờ tao nói mày nghe nè, ví dụ như là mình ví dụ nha, có đúng có sai chị em cứ bình tĩnh phản biện, thì dân khoảng cho là gần 500 triệu, thì anh nghĩ cái tỷ lệ xài đồ hiệu trong đó phải là 50%. Thế nó bèo cho mày 30 luôn đi cho khỏi cãi, mệt quá. Không mà nói gì khó nói quá ta. Tức là một người nó mua nhiều món nữa. Người mua món hả? Người mua món thì 50. Ok, người mua một món thì 50. Còn ở bên TV là 1,4 tỷ dân. Mày nghĩ coi nhiêu phần trăm dân có tiền xài đồ hiệu? Gì gì? Zelensky nói với 1.500 binh sĩ ở Nga. Ủa 1.500 binh sĩ Nga ở vùng ly khai, nếu muốn sống hay bỏ chạy. Hù hả? Chơi bài hù quá em. Vùng ly khai ở Moldova nha anh. Ủa là sao ta? Sao tự nhiên em bẻ lái rồi nữa hả? Vụ này lạ quá em. Ông nói Ukraine sẵn sàng giải phóng vùng lãnh thổ ly khai ở Moldova, khuyên binh sĩ Nga nếu muốn sống hãy rời đi. Thiệt ba, sao tự nhiên nhân đợt này nhìn giống Lương Sơn Bạc vậy? Phát biểu đang hot lắm anh, trả lời phỏng vấn có video đàng hoàng. Chiều nay tối nay thế nào tụi nó cũng đưa news lên đọc à. Nhưng mà tại sao vậy, không lẽ giờ lùa quân từ Odessa qua bển bụp luôn hả ta? Còn nói sẵn sàng gửi quân qua giúp Moldova toàn vẹn lãnh thổ, thì để con Moldova rét làm sao? Sắp tới đưa máy bay cho Ukraine chơi với Nga, chắc để thử trình độ phi công giữa NATO huấn luyện với Nga hả anh? Thì bây giờ thì phía bên Ukraine thì người ta đòi hỏi thôi, chứ còn mấy cái máy bay F-16 đó thì có là tốt, có thì theo anh là tốt. Bây giờ đang thiếu hàng mà ai cho gì lụm đó thôi. Nhưng mà lỡ cho rồi cho luôn thử vài con F-35 đi, chứ cho người ngoài người ta ngồi người ta nghiên cứu với. Mấy con cũ cũ nó cũ rồi, loại biên hết rồi.
Thì bây giờ cho mấy con mới mới á, giả sử nếu Nga thắng Ukraine thì Nga đạt được mục đích chính trị là gì vậy anh? Lụm đất, thằng nhỏ nhỏ nào láo tao đập luôn, Moldova chẳng hạn, ví dụ vậy.